Vâng, và tiếp theo là em thứ hai. Em này thì thùng gỗ rất là đẹp, như gỗ thông vậy đó, rất là đẹp nha. Những con súp em tuyển về đẹp không điểm trừ. SW1000L bát 30 đánh trước, thùng gỗ lạng, thùng gỗ thiệt luôn nha các bác, rất là nặng. Cũng như em giới thiệu ở những video trước rồi, con này nặng chắc trên 40 kg. Một con súp nặng là một súp rất là hay, không tại vì nó không đánh ở cường độ lớn, không bị rung, là tiếng bass nó sẽ chắc và nó không bị rèm tiếng, nên là những con 1000 được các bác săn rất là nhiều. Đợt này em về được đấu được vài chiếc phục vụ các bác, em cũng lên chi tiết từng con để các bác cùng xem. Đây, phía trước các bác sẽ có được hai volume tinh chỉnh này, đèn nguồn, cái bass 30 nằm trong máy canh, giá 16.500.000 đã bao gồm phí ship rồi. Chuyên khoản đủ thì em bớt 200.000, còn cọc tiền thì vẫn 16 năm, cọc thì 2 triệu trở lên. Lo là nặng lắm các bác, nên là đóng hàng rất là kỹ lưỡng, để đến tè các bác là phải nó còn đẹp như thế này, để mà các bác vừa nghi vừa trưng bày. Tất cả là vuông thành sắc cạnh và lo cực đẹp cho các bác nha. Đấy, đây các bác xem, rất là đẹp nha. Điện 100V nha các bác, 100V. Con này chơi thoải mái phòng 45 m² con lại luôn nha. Nó rất là nặng, một người bê không nổi đâu các bác. Nặng. Các bác nào mà đã chơi FW 800 rồi á thì nghi em này thì phê hơn rất là nhiều nha. Đấy, phía sau các bác thấy đồ đẹp chưa? Đây, các bác thấy không? Dày cực kỳ luôn và rất là đẹp nha. Nét căng luôn. Con này series là 1041 nha, 1041. Nhưng đây là đường tín hiệu đầu vào. Khi các bác mua những con súp bên em đều được tặng kèm một bộ dây kém súp để các bác kém thẳng vào đây. Đấy, đây là ra đường dây kém tín hiệu đầu vào. Đây là những con súp điện cao cấp nha. Rồi thì vậy thôi. Series là 1041 nha bác, 1041. Rồi bác nào có nhu cầu sở hữu những em này thì alo cho em nha. Thứ nhất là hay và thứ hai là bố trí trong phòng nó rất là sang, bởi vì thiết kế hình hộp của nó để trong góc và phối ghép với những bộ bàn ghế, bàn gỗ rất là tuyệt vời. Rồi lần nữa thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.